alo. SM 19 5502. Đối với mình ngày nào cũng như ngày nào, lên ban từ lúc 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Cái nghề của mình thì nêu cao là tinh thần là tỉnh táo và trách nhiệm. Trước khi một ban kíp lên là mình phải xác định là 100% chuyến tàu đi qua là phải an toàn. 6 năm gắn bó với nghề, bất kể mưa rông gió rét, chị Dung vẫn miệt mài bên thanh gác chắn đảm bảo an toàn cho những chuyến tàu tới trạm kế tiếp bình an. Trong công việc của mình không có rảnh, tại vì mỗi chuyến tàu qua thì nó cũng không cách nhau là bao xa. Có những chuyến gần nhất thì chỉ khoảng độ tầm 5-10 phút là có thể chạy luôn. Ban đêm dao động từ 23 đến 25 chuyến. Những cái dịp lễ cao điểm ý, có thể là từ 27 đến 30 chuyến, có khi là cũng có thể nhiều hơn. Cái khó khăn lớn nhất của mình là ca kíp đêm hôm, không có thời gian chăm sóc cho gia đình con cái, gọi là tranh thủ thôi. Chứ còn tàu nhiều quá, không thể gọi điện về nói chuyện được với con được. Ưu tiên lớn nhất là vẫn phải có đủ sức khỏe để ngủ nghỉ, đúng giờ giấc, để đi làm nó được tỉnh táo. So với nam giới, công việc gác tàu đối với những người phụ nữ còn áp lực hơn nhiều. Thức trắng đêm, đón tiên tàu đã là nỗ lực mà không phải ai cũng hiểu. Khi mỗi lần mình đóng chắn mà dân cứ cố vượt qua, mình chỉ sợ là tàu đến bất chợt và đâm người ta thôi. Có những người thì có những cái lời lẽ mà người ta không tôn trọng, mình cũng buồn trong lòng, nhưng mà thực ra là không thể đi đôi co với người ta được. Miễn sao tàu qua đường ngang và mọi người được an toàn thì mình cảm thấy trong lòng mình vui, thế là được. Ước mơ của mình là đừng nhìn thấy tàu đi qua, yêu những cái đoàn tàu nó qua đường ngang. Làm cái nghề nào cũng vậy thôi, mình phải yêu nghề thì mình mới làm được, còn không yêu nghề thì chắc chắn là sẽ không làm được. Mình mong là mỗi người trước khi qua đường ngang và chuẩn bị có tàu chạy qua thì mong mọi người hãy nghĩ đến an toàn của mình, được có những cái chuyến tàu qua an toàn cho cả bản thân mình nữa.